Này Kali bóc tính cách thật của Sơn Tùng, lôi cả Mỹ Tâm và Thiều Bảo Trâm vào cuộc. Khuya 25 tháng 4, Này Kali tiếp tục live stream đúng như lời hẹn trước đó. Lần này, nam ca sĩ không chửi chó mắng mèo như trước mà nói về ca sĩ hot nhất Vbiz, Sơn Tùng MTP. Ngoài ra, một loạt sao Vbiz đã được gọi tên như Chibu, Thiều Bảo Trâm cũng được nhắc đến thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Trong suốt live stream kéo dài hơn 30 phút, Này Kali thẳng thắn nhận thua trước Sơn Tùng. Thậm chí anh còn không muốn so sánh vì biết bản thân sẽ thua sếp. Trước hơn 6.000 người xem, Này Kali chia sẻ Sơn Tùng rất dễ thương. Trong một lần làm tóc chung chỗ với Sơn Tùng, Này Kali tuy không nói chuyện với nam ca sĩ, nhưng nhận thấy anh rất hiền lành, thân thiện, tử tế với mọi người. Đáng nói, chẳng những không vạch mặt hay đấu tố, Này Kali còn lên tiếng bênh vực Sơn Tùng trước những lùm xùm nghi đạo nhạc. Mọi người hay bóc bạn ấy, tôi từng là người sáng tác và nghe nhiều nhạc nước ngoài nên thấy tư duy âm nhạc của Sơn Tùng rất tốt. Mọi người đừng nói đạo nhạc, âm nhạc có biết bao nhiêu nốt và thanh âm. Đôi khi mình nghĩ chính mình là người nghĩ ra, nhưng người khác đã nghĩ ra trước đó rồi. Đã có nhiều sự việc ca sĩ bị nói đi đạo nhạc người khác, hóa ra là bài gốc cũng đi đạo người khác nữa. Tuy nhiên cũng có trường hợp có người cố tình đi đạo nhạc vì mục đích, mọi người đừng khó tính. Chắc lý do cũng vì bạn quá hot nên bị thế. Nhắc về ca sĩ hot nhất Vbiz, nhưng Này Kali vẫn khẳng định mình không định nổi tiếng nên không có nhu cầu đu fame Sơn Tùng. Đâu chỉ Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm cũng được Này Kali réo tên ngay trên livestream. Anh thẳng thắn bàn về chuyện tình cảm của nữ ca sĩ trước công chúng. Anh cho rằng chuyện tình cảm là riêng tư và không đáng bị bàn tán. Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới biết, đôi khi cũng là do người ngoài thổi phồng lên. Này Kali cho rằng nếu khán giả yêu thương một người nghệ sĩ thì hãy quan tâm đến các sản phẩm nghệ thuật, không nên soi mói chuyện đời tư của họ. Hết cặp đôi Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm, Mỹ Tâm đang cháy hết mình với khán giả ở live show âm nhạc cũng được gọi vào cuộc. Khi dân tình nhắc đến Mỹ Tâm, Này Kali nói, tôi rất thích chất giọng của Mỹ Tâm. Những ngày qua, Này Kali đấu tố hàng loạt tên tuổi của Vbiz khiến dư luận dậy sóng. Trong buổi live stream sinh 25 tháng 4, nam ca sĩ khẳng định bản thân rất bận rộn, lao động vất vả bằng trí óc chứ không ăn bám đại gia như Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn. Này Kali nói lý do mà Ngọc Trinh không dám chửi lại mình trong khi thường xuyên đá đểu, đá xéo nhiều người là vì anh đang nắm trong tay nhiều bằng chứng về cách sống sai của cô. Trong khi đó, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cũng đã live stream nói về lùm xùm kiện tụng với Này Kali. Trong lúc nữ hoàng nội y thông báo về dự án mới của công ty, một số fan đã hỏi cô về sự việc với Này Kali. Tuy nhiên, Ngọc Trinh tỏ ra không hề bận tâm đến chuyện này, vẫn giữ tinh thần rất vui vẻ và thẳng thắn nói đang rất bận nên không có thời gian quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vẫn cập nhật các hoạt động thường ngày một cách đều đặn, từ đi chụp hình, đi dự sự kiện và chia sẻ lại những lời động viên của bạn bè, fan hâm mộ. Phản ứng của Ngọc Trinh cho thấy cô vẫn rất bình thản trước sóng gió mà Này Kali tạo ra. Hiện tại có rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi trước những trò lố của nam ca sĩ. Đến bố của Này Kali cũng phải khuyên anh nên dừng lại trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Tuy nhiên, Này Kali lại phản ứng gắt gao và khẳng định sẽ không dừng lại và không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Ngoài đối đầu với Ngọc Trinh, drama của Này Kali còn có thêm những nghệ sĩ khác như Cao Thái Sơn, Xuân Lan. Trong khi Ngọc Trinh, Xuân Lan không muốn liên quan đến Này Kali, thì Cao Thái Sơn chọn cách đối đầu gay gắt với Này Kali. Sau khi bênh vực Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn bị Này Kali xúc phạm nặng nề bằng những từ ngữ khó chấp nhận như chai bao rẻ rách, thậm chí còn đe dọa gặp đâu đánh đấy. Mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm trong buổi livestream sáng 23 tháng 4 của Này Kali và hai luật sư. Mở đầu, Này Kali khẳng định anh là người hiểu rõ luật và mỉa mai Cao Thái Sơn không là gì đối với mình. Này Kali tiếp tục dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đối thủ. Anh gọi Cao Thái Sơn là rẻ rách, không bằng cái móng chân của mình. Hiện dân mạng đang chia thành hai phe tranh cãi về những lùm xùm của Này Kali trong thời gian vừa qua. Một bên tiếp tục giữ vững tinh thần hóng drama, thậm chí còn mong Này Kali tiếp tục bóc phốt các nghệ sĩ Việt khác. Bên kia thì tỏ ra mệt mỏi, mong Này Kali dừng lại, đừng lôi thêm bất kỳ nghệ sĩ Vbiz nào vào cuộc khẩu chiến vô nghĩa này nữa.